Ngày 11 tháng 3, Công an tỉnh An Giang cho biết đang thụ lý điều tra vụ án mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan 6 doanh nghiệp tại huyện Tri Tôn và thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Theo Công an An Giang, trước đó đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can Chu Quốc Vui, Phạm Thế Hải và Nguyễn Hoàng Sơn về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế. Mở rộng điều tra, Công an tỉnh An Giang tiếp tục ra quyết định khởi tố bắt tạm giam, khám xét nơi làm việc của ba cán bộ chi cục thuế Tân Châu, An Phú chi cục thuế tỉnh Biên, tri Tôn là Trần Thanh Việt, Dương Hoàng Chiến và Trần Cao Sang về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và mua bán trái phép hóa đơn nhằm hưởng lợi bất chính. Cụ thể, Chiến tạo điều kiện cho Sơn và Hải thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Nam Thiên Trà, doanh nghiệp tiên nhân Nguyễn Mộng, công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Phạm Phúc Ánh, tại tri tôn để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống cho các công ty, doanh nghiệp hưởng lợi trên 600 triệu đồng. Liên quan đến vụ án, Công an tỉnh An Giang cũng khởi tố khám xét nơi ở và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Thanh Sang, Phạm Ngọc Châu và Nguyễn Văn Hiệp. Theo, đây là các kế toán giám đốc các công ty, doanh nghiệp tại thị xã Tân Châu đã có hành vi mua và sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng khống từ công ty của Sơn và Hải, dẫn đến trốn thuế, gây thiệt hại ngân sách nhà nước trên 10 tỷ đồng.